Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, trong các bạn đã quay lại Begin HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một video tiêu phí ngày thứ hai ha. Ngày thứ hai của con hôm nay con gì quên mẹ nó cái tên rồi. Kho báo quyền thoại ha, Gomo quyền thoại gì cũng đem đó. Ok, thì hôm qua heo có tiêu phí 50.000 nữa. Hôm nay thì tiếp tục 50.000 nữa. Ok, rồi, mỗi ngày tiêu phí 50.000. Hôm qua là nâng mấy cái báu vật lên này ha. Hôm nay thì sẽ nâng con Vinmod Sanji rồi các bạn ơi. Tại hôm nay nó đang có tăng tốc này nè, nên là chúng ta sẽ vào nâng full con Vinmod Sanji cái nha. Ok, mấy cái này thì đáng lý ra thì nếu mà giàu có dư giả thì tiếp dụng. Ok. Tính ra thì cái này cài từ từ thì nó cũng full thôi, nên là heo nghĩ là nâng lên 90 là nâng là được rồi các bạn ơi. Em nghĩ là như thế. Chứ lên full 100 thì nó phí quá đúng không? Ok, mid đúng không? Ôi, mid hai cái luôn. Đậu xanh đó. Chơi. Hay, phải vô đây đổi tiếp rồi. Đậu hư chuyện thiệt chứ, đâu rồi? Còn vé không? Ôi, còn vé. Cái này thì chắc để auto nhận full cho nó lẹ quá. Hiện tại bên đặc vụ của heo thì con Vinmod Sanji này được xem là một trong những con hero trâu bò nhất đang có trong đội hình luôn nha các bạn ơi. Bởi vì em nó bất tử ha, gần như là bất tử. Full đồ cho nó, full báu vật speed cho nó là coi như là nó gần như là bất tử luôn đấy. Đậu phộng đó. Chặt mày năm lần rồi. Ok, lên nè ha. Tới nỗi nào không, tới nỗi nào lên. Đúng rồi, tới nỗi nào còn được hai cái nữa. Hơi cực thôi chứ không gì hết. Ok, hơi cực thôi. Ôi, lên. Ủa, thiếu gì vậy? Như là thiếu hồn hả ta? Khoan, như là hiếu hồn của nó hả? Ủa vậy nên nó bị lắc hiển thị à? Not hero xuống gì kìa. Đậu phộng đó. Rồi, nó lắc hiển thị chắc luôn. Ok. Cái này là phải với lại đây cũng hết vé mẹ nữa rồi. Giờ phải đổi con AC Alabasta qua. Trời ơi. Mười hồn là 150 đâu, 150 là được 100 hồn. Vậy là đổi cái này 15 cái. Ok, lên đổi cho con Vinmod Sanji 15 cái hồn đó. 100 hồn là lên được ấy. Rồi còn support Haki nữa chứ. U là trời, nâng full luôn mà. Để coi lên. Ôi, ngon, đã full rồi bồ ơi. Ok, đã full rồi thì cố gắng nâng cho nó full nào. Full nổi không? Chắc không full nổi đâu. Ok, chúng ta có 9 lần mua hệ lực giá rẻ mà. Đây lần thứ tư rồi các bạn ơi, yên tâm, còn mua được. Đó, lần thứ năm à. Rồi tí chịu khó hức tới 11 giờ để mà nâng cái này lên nữa là ok liền, không có gì phải vội. Quá khỏe anh em ơi. Rồi, đây, ok. Rồi, được rồi, còn cái này từ từ nâng. Rồi, support Haki. Đậu xanh đó, cái này thì mất tới 3.000 lận. 3.000 mới full lận các bạn ơi. Nếu mà bây giờ dồn hết hồn của con A-xe vô thì để coi
mua được khoảng 1000 hòm của Sanji à. 1000 hòm. Thôi nghĩ từ từ đi chứ. 1000 hòm thì để từ từ đi. Ok. Lên được nhiêu đây là ngon rồi các bạn ơi. Ôi. Tiêu phí cũng hơi ít luôn á nha. Vậy thôi chúng ta đi nâng mấy cái báu vật còn lại ha. Trước tiên thì sẽ nâng cây chài này lên cho nó full. Ok. Nâng báu vật thì bao tốn luôn nha các bạn ơi. Đổi khoảng trăm đi. Mỗi lần 40. Ok. Cho Vinmod Sanji mạnh thì phải cố gắng thôi. Đâu rồi, đây, cái chài. Cái chài đâm tiêu. Đổi 4 lần cái chài. Rồi. 4 lần cái chài, đây. Lên. Ôi ôi, tí nữa là bấm thêm cái nữa là ăn hành rồi. Lên. Ui, vừa đủ luôn kìa. Yeah. Ok, một cái chai. Rồi còn tới nào nó quên mẹ nó coi. Đồ. Đây. Cho cái này nằm bên chắc lót thì bút thi ta. Lấy cây đồ long đao đi. Đồ long đao. 9 hộp. Nhưng mà ok, phải cũng phải cho nó full nè. Tại vì mấy cái này quý lắm các bạn ơi. Ừ, cái này dùng các bạn có kim cương vẫn không mua được nha. Bởi vì ở đây đang có 313.000 kim cương nhưng mà Heo không thể mua được. Vâng, nói hẳn ra một điều là không thể mua được. Có những thứ có tiền không mua được. Đậu xanh. Ơ, hay cái này cái này nữa hả? Ôi. Được không? Để ta đi đổi cái đồ lâm đao bồ ơi. Nâng mấy cái này lên cho nó full trước đi rồi tính gì tính. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 rồi nâng được 4 rồi đó. Ok. Ôi, 100 gái hả? Để coi ở đây không có bông hồng. À đây nè, ở đây được 100 bông, 300 bông. Ui nhưng mà ngày cuối cùng mới được 200 bông. Vậy là phải đợt tiêu phí tiếp theo mới mua được nó. Đậu chuyện gì chứ. Ok. Vậy là phải suy tính cho kỹ nha. Vậy là lên cho nó đều cái đi. Update nè. Không, mấy cái này là không không để dưới 100 được. Nâng lên được thì cứ nâng. Bởi vì nó biết là 30 bông các bạn thấy đó. Tiền đâu mà để 30 bông. Ôi hay. Trời ơi. Lố rồi. Ok, lố rồi. Đá thì cho nó full nè ha. Hay, tôi biết. Ok. 30. Cái đao là bao nhiêu? Cái đao thì 24. Ok, 24 thì 24. 869 hả? Cái cây view lâm này để coi. 55% hả? 55% vô shop là chúng ta có thể mua được rồi. Mà hôm nay mình mua shop chưa ta? Trong shop mình chưa mua gì hết. Ok. Xe đạp hình như full rồi đúng không ta? Khá full mẹ nó rồi. Trời ơi, thôi để ngày mai đi quay một quay thêm cái đã. Vé cũng khá nhiều rồi các bạn ơi. Cũng tới lúc thu hoạch bớt rồi. Nào, coi chỗ nào hiếu rồi đắp vô nè hả? Ok, ủa? Đâu rồi, cái cây... đây, cây đồ lông đao. Kìa.
tiếc là cái game này nó không có cái phần mà để gọi là nó sao ta, máu à, không được máu. Yeah. Ok, full hết rồi. Game này nó không có cái phần ok rồi, được rồi. Nó không có cái phần mà để reset lại nguyên liệu của bạn. Chứ mà game này mà nó có reset lại nguyên liệu thì dễ chơi hơn rồi. Nó reset giống như con rồng thần quyền thoại đó. Nâng lên một con nào xong cái mai mốt cái mình đổi meta cái mình reset lại là ngon. Còn thì không, không có đâu bầu ơi. Dễ gì được. Ok ok, rồi đi test thử em nó trong đấu trường cái nè. Đang 17 đúng không? À 17 giờ hàng 15. À làm đi coi. Ôi, đá cũng thường thôi. Đồ cũng thường thôi. Ủa mà sao nó lên được 15 ta? Ủa xanh nữa. Nào, dứt thằng 15 cái đi. Đây, ra rồi. Còn tàu hả? Bỏ con tàu hôi miên ra. Lấy con tàu này vô. Thăng tốc hả? Ok, lấy cái này đi. Đó. Bên nào cũng có thời tiết hết. Nhưng mà bên này, đó. Đây là lợi hại của con tàu Siki các bạn ơi. Ôi nhưng mà giết được con Odin của nó không nè. Rồi. Tới công chuyện luôn. Odin nó chém kìa. Ôi. Hy vọng của chúng ta đặt hết vào con Vinmod Sanji nha các bạn ơi. Nào để coi Sanji. Ok. Ôi nó ôi, đúng rồi. Đó đúng rồi. Ôi. Yeah. Tính ra là mình nên bỏ nó con ấy ra ngoài luôn á. Sengoku. Nhưng mà thấy ông top ông nào ông cũng chơi Sengoku hết các bạn ơi. Từ top 1, 2, 3 ông nào cũng có Sengoku hết đó. Nhưng mà giờ mình bỏ ra thì chắc chỉ có bỏ con Ragen ra thôi chứ có lộn con Kaido. Không thấy ông nào chơi Kaido luôn á. À. Kaido mình cũng ngon, cũng bén lắm chứ đâu có đùa. Không, không ông nào chơi cả. Để nâng con Luffy nào đã có mà. Thôi, để đó đi, mai chiều đi. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì hôm nay là ngày thứ 2 tiêu phí 400.000 kim cương ha. À, quên nhận quà nữa. Trời ơi, đây. Đó, 100.000. Đó, một rương tím nữa. Đây, đá đồ. Rồi, rương 50.000 luôn. Ok. Rồi, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ôi, lót từ bút thi từ từ đi. Từ khi ta đem hộp của nó đem đi tái tạo lại của hồng trận. Ok, thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn.